Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nhanh lên, đưa ta đây. Nè, em ăn quá, em hết luôn đi. Em hết đi.
thích về nhà làm ăn nhà ăn đi. Còn bịch kia đó tim bi là heo tan. Thứ sáu, ở hiền đi nha, đừng có phá hàng phá sớm nữa, đừng có ăn thịt heo nhà người ta nữa nha. Ừ, cho ta ăn bánh này rồi ta sẽ không ăn thịt heo nữa đâu, ta không ăn gì nữa đâu. Cái này ngon quá mà. Ta về đây, chào tất cả mọi người, bye bye. Oh, mừng quá TV ơi, mừng quá, cứu được đàn heo rồi. Heo ơi heo, heo ra đây chơi thôi, heo ra đây chơi nè. TV cảm ơn cô này nha, cô này đã cho bánh heo và TV và cứu được đàn heo của TV nữa. TV cảm ơn mọi người, cảm ơn cô này rất là nhiều. Bữa sau Chibi sẽ cảm tạ mọi người nha. Chibi sẽ làm bánh cảm tạ cho mọi người. Bây giờ Chibi phải đi ngủ rồi, mà heo phải đi ngủ rồi. Chào tạm biệt, bye bye. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh của Cooly TV nha, để nhận được những video mới nhất. Chào tất cả mọi người. Để heo vào khám bệnh, xem coi bị cái gì nè. Cô y tá mặc áo màu xanh đẹp quá phải không các bạn? Wow, mở xe ra nè, cho bé heo xuống, bé heo xuống nè đó.